Để nâng cao tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em thì vai trò quan trọng nhất vẫn là ở các bậc làm cha làm mẹ. Các chuyên gia cũng cho rằng việc nâng cao kỹ thuật canh tác và phát triển vườn ao chuồng sẽ góp phần tạo nguồn thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng, cải thiện chất lượng cho bữa ăn. Chúc cho các bậc phụ huynh nông thôn sớm tìm ra được hướng cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn cho con em mình từ chính những điều kiện sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Chương trình Vì Tầm Vóc Việt sẽ luôn đồng hành cùng quý vị trong hành trình nuôi con khôn lớn. Xin chào và hẹn gặp lại. TH